Chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Định xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào ông Định. Vâng, chào cô Vân Anh và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, một lần nữa, ông Đỗ Như Định là người điều hành của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi. Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi phát trực tiếp về Việt Nam hàng đêm từ 9 giờ đêm cho đến 9 giờ 30 đêm trên làn sóng 1503 kilo chu kỳ, tức là làn sóng của đài BBC cũ. Và quý thính giả ở khắp nơi trên thế giới cũng có thể nghe chương trình qua mạng lưới điện toán toàn cầu và số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Xin chúc mừng cho đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi. Vâng, cảm ơn cô. Cho đến nay chúng tôi phát thanh được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Sắp được 6 năm rồi. Và chúng tôi đang bán vé số để gây quỹ cho đài. Mỗi vé 5 đô la nhưng mà số trúng độc đắc là một chiếc xe Toyota Camry năm 2017. Quý vị muốn mua có thể liên lạc với đài hoặc liên lạc với chúng tôi, 5 đồng một vé. Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Định sẽ gửi đến chúng ta qua một cái đề tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Biển Đông là một cái đề tài môn thuở mà có thể không bao giờ dứt. Và khi mà nói đến Biển Đông là nói đến sự lộng hành của Trung Quốc trong tình hình Biển Đông, và không những là chỉ ảnh hưởng nước Việt Nam mà còn các vùng lân cận. Vâng, thưa quý thính giả, cô Vân Anh, chúng ta biết rằng Biển Đông là một cái tuyến đường hàng hải hết sức quan trọng, có thể nói là nó quan trọng bậc nhất trên thế giới bây giờ. Là vì đối với Trung Cộng đó, thì 70% số lượng hàng hóa, cũng đặc biệt là dầu lửa đưa vào Trung Cộng, 70% là đi qua cái ngã đó. Và cái thương vụ ở trên Biển Đông, cái giao lưu ở đó nó có cái giá trị vào khoảng 5.000 tỷ Mỹ Kim trong một năm. Tức là một cái tuyến đường vô cùng quan trọng. Nhưng mà Trung Cộng trước đây đã loan báo rằng họ có toàn quyền đến 85-90% diện tích Biển Đông. Và trong những năm vừa qua thì họ lộng hành bằng cách họ đã chiếm Trường Sa của Việt Nam năm 1974. Rồi họ chiếm một số đảo ở Trường Sa năm 1988, và ở đây hiện tại bây giờ họ đã xây bồi đắp bảy cái đảo và họ lập các căn cứ quân sự trên đó, thì cho đến bây giờ nó vẫn đang nóng. Thì chúng ta thấy nó có một số những cái điều mới xảy ra mà tôi xin thông báo với quý thính giả. Thứ nhất là tuần vừa rồi đó, thì là nhà nước Trung Cộng đã ra một cái lệnh mà nay đã họ đã nhìn từ các năm họ đều làm như vậy. Tức là cấm ngư dân đánh cá từ 12 giờ ngày mùng 1 tháng 5 cho tới 12 giờ ngày 16 tháng 8. Thì tất cả không ai được đánh cá cả. Nhưng trong khi ấy thì chúng ta thấy rằng những cái đoàn thuyền không phải 1.000, không phải 5.000, 10.000 cái thuyền đánh cá của Trung Cộng họ tràn xuống. Và bây giờ đó là một cái nguy cơ, và coi như cái ngư trường đánh cá truyền thống của dân tộc ta từ ngàn năm về trước đã không còn có cơ hội đánh cá. Và vì vậy, trong khi ấy thì những cái tàu đánh cá của Trung Cộng họ vào tới gần bờ biển Việt Nam. Tức là bờ biển Việt Nam mà cái gọi là đặc quyền kinh tế của Việt Nam là nó 200 hải lý tính từ cái khi mà nước thủy triều cạn thì tính ra, nhưng mà họ đã xâm nhập vào cái hải phận của Việt Nam một cách nghiêm trọng, công khai. Thì bây giờ hiện tại Biển Đông nó là như vậy. Vấn đề thứ hai Biển Đông, nhà thưa cô Vân Anh, là tuần trước đây Trung Cộng đó đã loan báo rằng họ đã hoàn tất cái quy tắc ứng xử, tức là gọi là COC, viết tắt bởi cái chữ là Code of the Conduct for Southern China Sea. Thì đó là một cái mà trước đây mặc dầu các nước ở vùng Đông Nam Á cùng với Trung Cộng đã thỏa thuận cái đó, nhưng mà nó chưa được đem ra công khai thảo luận về những cái điều khoản trong đó. Thì bây giờ trong suốt những năm vừa qua thì họ làm lơ và họ coi như họ toàn quyền quyết định mọi chuyện đó, không có nước nào dám đụng tới họ, đặc biệt là Phi Luật Tân đã gọi là xây lưng lại với Hoa Kỳ và đã đi bắt tay với Trung Cộng và cũng làm lơ trước cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hay hồi tháng ngày 12 tháng 7 năm ngoái. Và ông Tổng thống Phi Luật Tân Duterte đó
thì đã bắt tay với Trung Cộng và nói rằng không, tạm thời ngưng không thi hành cái quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế và để cho Trung Cộng, để mà làm ăn với Trung Cộng. Nhưng mà khi mà Tổng thống đắc cử mới của Hoa Kỳ là Donald Trump thì cái chính sách đường lối ngoại giao của ông ta cứng rắn và ông ta có những cái động thái có thể nói rằng là làm cho Trung Cộng cũng hoảng hồn. Vì vậy mà bây giờ họ đưa ra cái quy tắc ứng xử này và họ nói rằng bây giờ Biển Đông đã ổn định, nhưng đó là cách nói của Trung Cộng thôi. Ổn định hay không chưa biết, nhưng mà e rằng là trong những ngày sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa, cô Vân Anh và thưa quý khán giả. Vâng, như vậy thì chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề này như thế nào thưa ông? Vâng, cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là khi ông Rex Tillerson, tức là lúc đó là mới là đang được chọn để mà làm ngoại trưởng, thì ông ấy nói rất là mạnh, ông nói rằng là chúng ta không thể để cho Trung Cộng tự tung tự tác như vậy được, và những cái đảo mà Trung Cộng bồi đắp đó là vi phạm pháp luật, vi phạm cái công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc, và như vậy chúng ta phải cấm không cho họ tiếp cận. Nhưng mà nói thì nói mạnh vậy, nhưng mà khi làm Bộ trưởng Ngoại giao thì cái cách thức nó khác hơn. Và tuần này ông đi đây, tuần này ông sẽ đi, sẽ gặp Trung Cộng qua các một số nước Đông Nam Á. Và trong cái chuyến đi này thì chúng ta, những nhà nghiên cứu chính sách của Hoa Kỳ đang theo dõi và thấy rằng là giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Cộng đang có những cái thảo luận. Và ông Rex Tillerson đi chuyến này là chuẩn bị cho cái chuyện mà Tập Cận Bình sẽ qua gặp Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 4. Thì chúng ta chờ xem là cái chính sách nó như thế nào. Nhưng mà có thể nói cho đến bây giờ thì người ta vẫn thấy rằng là về phía chính phủ Donald Trump, cái đường lối ngoại giao đối với Trung Cộng cũng như đối với vùng Đông Nam Á là không thay đổi bao nhiêu, tức là vẫn theo cái con đường mà Tổng thống Obama đưa ra, tức là ở trên thế mạnh. Và như vậy có thể Biển Đông sẽ được ổn định, nhưng mà còn cái việc mà đối xử với Trung Cộng như thế nào thì chúng ta chưa thể biết được, bởi vì rất khó đoán được những cái quyết định của ông Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta chờ trong hai cái biến cố đó. Nhưng mà có một điểm chúng ta thấy thế này này, dầu chính sách đó có thay đổi hay thế nào đi nữa, cái nguy cơ và cái ảnh hưởng nhất trong cái vùng đó là Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia gọi là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu mà Tổng thống Donald Trump mà nhường Trung Cộng quá thì Việt Nam thiệt. Do đó Việt Nam cần phải đưa ra một cái chính sách ngoại giao thế nào đó để mà chứng tỏ rằng Việt Nam có cái chủ quyền, và bây giờ trong nước cũng như ở hải ngoại đang có một cái cố gắng vận động là phải thúc đẩy Việt Nam đem kiện Trung Cộng ra Liên Hợp Quốc, là vì Trung Cộng đã công khai vi phạm, tức là xâm lấn, cấm ngư dân đánh cá, người Việt Nam đánh cá, đã vào tận Việt Nam để mà khoan dầu ở cái thềm lục địa Việt Nam, rồi trước đây đã đuổi cái công ty của Mobil ra, nhưng mà bây giờ cái công ty của Exxon Mobil mà ông Bộ trưởng Ngoại giao này trước đây đã là CEO, tức là Tổng Giám đốc điều hành đó, bây giờ là Ngoại trưởng và đã trở lại để khoan dầu ở đó, thì không biết rằng nói sẽ như thế nào. Đó là một cái chuyện rất là gọi là hấp dẫn cho người ta theo dõi. Vâng, ngư dân Việt Nam của chúng ta thì cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị Trung Quốc bắt giữ khi mà không có được. Đây là một cái vấn đề hết sức là bất bình thường và hết sức là đau khổ cho ngư dân Việt Nam, bởi vì khi ra vùng Trường Sa, Hoàng Sa là vùng mà cái ngư trường truyền thống của Việt Nam hàng ngàn năm, thì bây giờ ra không được bởi vì tàu bị đâm rồi bị Trung Cộng, hải cảnh của Trung Cộng bắt, tịch thu ngư cụ, rồi phạt tiền, rồi phạt tù, rồi bị đâm chìm tàu. Cho đó bây giờ ngư dân Việt Nam phải đi tuốt xuống vùng phía Nam, tuốt xuống vùng Úc Châu, Indonesia, Mã Lai Á để đánh cá. Do đó năm vừa rồi chúng ta biết rằng là có vào khoảng hơn 100 tàu cá của Việt Nam đã bị bắt, một số đã bị phá hủy. Và bây giờ con số người ngư dân Việt Nam
còn đang bị giam cầm ở nhiều quốc gia trong cái vùng đó vì xâm phạm cái hải phận của các nước khác. Đây là một vấn đề hết sức là đau khổ cho cái người dân Việt Nam, thưa cô và thưa quý vị ạ. Vâng, và thưa quý vị, và đó là đề tài về tình hình Biển Đông hiện nay trong chương trình thời sự với ông Đỗ Như Điện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.